Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi góc nhìn cuộc sống qua nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Mercury Inspiration. Các bạn thân mến, Quỳnh, chủ đề của phát sóng lần này thì Quỳnh xin được chọn cái bài viết phản chiếu của một bạn học viên lớp cấp độ 1 của nhà Mercury trong thời gian vừa qua, và bạn đã nói một cái câu mà tụi mình nghe thương đứt ruột luôn. Bạn nói là ngày biết đến nhân số học, đó là ngày cuộc đời em có thêm một bước ngoặt. Và vì sao bạn ấy lại nói như vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào trong cái biểu đồ chung của bạn, nhìn vào ngày sinh của bạn và nhìn những gì mà bạn ấy đã tự nhìn nhận được qua cái bài viết gọi là tự nhìn mình á, tự phân tích mình ở trong cái lớp 1 này ha. Bạn sinh ngày 23 tháng 4 năm 1984 và người có con số chủ đạo là con số 4. Vậy thì bạn nói là cái mà bạn gọi là tâm đắc nhất đó chính là bạn nhìn ra cái cuộc đời của bạn, cái biểu đồ ngày sinh của bạn, cái biểu đồ tổng hợp của bạn nó nằm ở trong một cái thế gọi là cái thế cái giếng khoan. Thì cái bạn sẽ thấy, các bạn sẽ nhìn vô trong cái biểu đồ này, các bạn khoan biết cái gì hết đi, các bạn chỉ nhìn vô các bạn thấy ha, biểu đồ của cổ ngày sinh gốc đang có nè, một có hai có ba có bốn, bốn hai số rồi tám chín, nhưng nó hoàn toàn nó thiếu cái số 59 giữa, cho nên nó tạo ra một cái hình nó giống như cái đồng xu mà hồi xưa có cái lỗ ha, hoặc là một cái giếng vậy đó, nó bọng ở chính giữa, và khi mà điền cái tên vô thì nó vẫn thiếu y như vậy, và kể cả điền họ và tên vô nó vẫn thiếu y như vậy. Và điều này nó thể hiện một cái nét cá tính rất là rõ nét ở trong đại đa số những người có cái dạng biểu đồ giống như vậy. Và cô ấy đã nhìn nhận về chính bản thân cô ấy như thế nào. Cô ấy nói như thế này ha: thế giếng khoan là cái thiếu trong sự đủ đầy và bài học về tình yêu thương. À, bạn nói em được bén duyên với bộ môn nhân số học hơn một năm rồi, nhưng đến tháng 2 năm 2022 thì em mới đủ duyên để chính thức bước vào con đường tìm hiểu cuộc đời mình qua các con số. Em đã từng chỉ tin vào chính mình, tin rằng cuộc đời của mình phải do chính mình định đoạt, nhưng càng sống càng lâu thì em lại càng nhận ra là có khá là nhiều thứ chỉ để chấp nhận mà không phải để giải thích. Cho đến một ngày em biết được nhân số học của cuộc Bình Hương, em đã miệt mài nghe không bỏ sót một tập nào, thậm chí nghe đi nghe lại từng tập và viết xuống những ý chính và tự tính cho mình. Đó là ngày mà cuộc đời em có thêm một bước ngoặt. Mà bạn mở ngoặc bạn nói là đời em có nhiều bước ngoặt lắm, cho nên mới phải nói chính xác là có thêm một bước ngoặt. Bạn nói rằng em sinh ngày 23 tháng 4 năm 1984 và con số chủ đạo của em là con số 4. Quả thật, vật chất mà nói, chính xác là tiền bạc đã gián tiếp và trực tiếp khiến cho cuộc đời em tên bờ xuống cuộc mãi. Em không phải là một người ham mê vật chất, không thích nhà to, không thích đồ hiệu, nhưng em lại thích kiếm tiền và lại thích công danh. Cái hồi còn trẻ, lúc mới 22 tuổi, em đã không nhận ra mình thích điều đó. Em chỉ biết lao vào kiếm tiền và làm việc ngày đêm để em có tiền thôi. Thế là vừa ra trường, em và ông xã của mình đã mở một công ty riêng mà em là giám đốc. Và đúng như cô Quỳnh Hương nói, trong những năm đầu làm công ty, tụi em đã đạt được những thành công nhất định. Và chính cái sự thành công đó đã khiến cho em mạnh tay mua căn nhà riêng cho mình. À, chỗ này mình phải mở mặt mình nói luôn. Trong các cái khóa quản trị cuộc sống nhân số học của mình hay nhấn mạnh một chi tiết là cái người số 4 á, họ rất là dễ thành công trong một cái giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, mà trước khi đi vô trong đỉnh cao đầu tiên nha. Bởi vì sao? Mình là người năng nổ, tháo vát, lanh lẹ, thông minh nữa, cho nên là khi bước vào đời, khi mình bước vô đời sống mà gọi là mà về mặt đời, thì có phải là 18, 19 tuổi, 22 tuổi là các bạn đã thực sự đi làm ăn được rồi chưa? Nhưng mà những người số 4 thì lại tới 32 tuổi mới được tính là trưởng thành. Thực sự vũ trụ mới tính là bạn trưởng thành bằng cái đỉnh cao đầu tiên. Nhưng thường xuyên là trong 9 năm trước đó, gọi là 9 năm tiền kỳ, các bạn sẽ làm ăn được vô cùng được, mà tụi mình gọi là đề thi thuận. Và đại đa số những người có con số 4 bị mắc cái bẫy đề thi thuận này. Và các bạn hầu như lao vô công danh sự nghiệp kiếm tiền, nhưng những cái phút sau của cái giai đoạn 9 năm tiền kỳ đó, bạn sẽ rơi vào một cái bẫy tiếp theo, và các bạn sẽ rất dễ khả năng là bị trắng tay, mất hết tiền của, còn xu thậm chí còn rơi vào trong nợ nần ha. Vậy thì cô bạn này đã y chang như vậy. Bạn nói rằng khi mà em đã mạnh tay mua căn nhà cho riêng mình thì món nợ tiền nhà hàng tháng là một cái gông đã nặng ì trên đôi vai của em. Chưa hết khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009,
đã khiến cho công ty của em bị lao đao. Em lại chạy vẫy khắp nơi để duy trì hoạt động, và sơ sơ cũng như vậy thôi cũng đã hiểu đạo vốn của em là sao rồi hen. Được cái là em là hỏi khá là đầy đủ các yếu tố tốt, có số 4 như là có ốc tổ chức nè, làm việc rất là có nguyên tắc, thậm chí là còn hơi cứng nhắc nè, rất là thích thử thách bản thân với những cơ hội lớn. Và cùng với thời gian làm công ty, em còn mở nhà hàng, quán kem, mua nhà đất kiểu nhỏ lẻ. Trời ơi, rất là giỏi chuyện làm ăn luôn đúng không? Nói chung là em rất là thích kiếm tiền, nhưng em không có thích xài tiền. Chắc cái nghiệp của con số 4 đưa đến mà em nói là cái thói thích ăn ngon. Em hay nói với mọi người, ăn là niềm hạnh phúc đời em. Và khi em ăn, em cảm thấy hạnh phúc lắm, mọi buồn phiền tan biến hết trơn. Nói đến biểu đồ ngày sinh thì em thấy biểu đồ ngày sinh của em khá là ổn, không có bị mũi tên trống. Nhưng chỉ có điều là thiếu con số 5 và con số 6. Mãi sau này khi nghe một bài về người thiếu con số 6, em mới vỡ ra cái điều mà em trăn trở bấy lâu. Cho dù có ráp cái tên vô là tên đầy đủ, tên lót hay là tên nickname, em luôn luôn bị thiếu con số 5 và con số 6. Cái thế giếng khoan của em đã không được phá mà chỉ dày thêm và dày thêm mà thôi. Em sống xa ba mẹ từ khi em lên 5 tuổi. Ba mẹ em đi học nước ngoài, em ở với dì được 7 năm, dì mẹ em về Việt Nam và em sống với mẹ cho đến nay. Ba mẹ em ly dị trong hòa bình khi em lên 13 tuổi. Cho dù sự chia tay của người lớn không ồn ào và ầm ĩ, nhưng sự tổn thương ở trong lòng một đứa trẻ đang tuổi dậy thì vẫn cứ diễn ra. Và đôi khi em nghĩ có lẽ là em đã không ở với ba mẹ từ khi 5 tuổi, cho nên cái việc hai người có chia tay nhau thì cũng không ảnh hưởng đến em lắm. Và em nghĩ là mình ổn. Em thậm chí ủng hộ mẹ em đi thêm bước nữa sau đó 2 năm. Tuy nhiên, em đã không biết rằng khi một đứa trẻ đã không có những cái tấm gương tốt để nhìn theo, thì đứa bé ấy sẽ có ngày lạc lối. Và thực vậy, em đã bị tước đi cái cơ hội quan sát, cảm nhận và đắm mình trong một gia đình hạnh phúc. Nghe thấy thương quá phải không ạ? Nên em không hiểu được như thế nào là tình yêu thương. Em lấy chồng năm em 23 tuổi và em đã tưởng là mình đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền hôn nhân của mình. Nhưng hóa ra em chỉ là một học sinh mới tuy toe trong cái gọi là tình trường mà thôi. Chồng em rất yêu em, nhưng anh ấy lại yêu theo cái cách của anh ấy chứ không phải là cái cách mà em muốn. Và cái vấn đề mà sau 15 năm hôn nhân cộng với kiến thức từ nhân số học thì em mới hiểu ra được rằng vấn đề nó nằm ở chỗ em. Cái này mình rất là thích, rất là tâm đắc nè. Các bạn biết không, đại đa số mọi người khi tìm đến với các lớp học đều nói là tôi đi vô lớp học này là để tôi tìm hiểu, để tôi sửa cái ông chồng tôi, cái đứa con tôi, rồi sửa vân vân những người xung quanh mình. Nhưng mà càng học rồi từ từ càng đi lên mình mới phát hiện ra cái người mà mình cần sửa đầu tiên phải là mình. Và chỉ có khi mà mình nhìn ra mình sửa mình thì tự nhiên những người xung quanh mình tự thay đổi. Cái câu này mình nói nhiều lắm, nhưng mà rất nhiều người mà chưa có bén duyên với lại các khóa học về nhân số học, hình như các bạn không có nhìn ra điều đó. Mình nói không có xa đâu, mới có trưa nay nè, chiều nay mình ghi hình cái tập phát sóng này, thì mãi trưa nay vẫn có một cô bạn người quen của mình nhắn tin rất là tha thiết mời mình đi tới nhà để tư vấn riêng cho cô đó, bao nhiêu tiền cô cũng sẵn lòng cô ấy trả chỉ để tư vấn riêng để làm sao mà sửa cô con gái của cổ đang bị trầm cảm vân vân. Mình nói cái thứ nhất là tụi mình sẽ không có tư vấn riêng cho ai, bởi vì thầy tụi mình đang chuyển cái thông tin này lại cho tụi mình để giúp cho mọi người tự ngộ ra, để mà tự xoay chuyển cuộc sống, mà không có đi vô mấy cái lớp học là không có tự nhìn ra đâu hen. Và cái thứ hai nữa là có một cái câu rất là hay là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Và chắc chắn rằng cái đứa nhỏ nó đang gặp vấn đề gì đó, phải tới 70% nó có liên quan trực tiếp hay gián tiếp là từ bản thân mình, tức là mẹ hay là cha. Thì cái điều này chắc chắn là tụi mình sẽ có một chuyên đề để mình nói rõ hơn. Còn ở đây mình chỉ muốn nói đây chính là một trường hợp rất là trực quan sinh động cho nhà mình thấy là hầu như tất cả mọi vấn đề xảy ra xung quanh mình, cho với tất cả những người xung quanh mình cũng là từ mình mà ra ha. Cái quan trọng nhất là nằm ở chỗ đó. Bạn quay trở lại với bài viết của bạn mình. Bạn nói là thậm chí em còn không biết được cái cách em muốn được yêu là như thế nào nữa. Em luôn nghĩ về một tình yêu đích thực, có sự mê đắm
có tia lửa điện, trong khi chồng em thì chỉ biết yêu em thông qua việc là đi làm kiếm tiền, lo cho em không thiếu một thứ gì, rồi nấu ăn cho em, chở em đi chơi mọi nơi và ủng hộ em trong sự nghiệp. Mở ngoặc chút xíu là chồng em thì lại là một loại người tiêu cực, nên sống với anh ấy cũng rút năng lượng của em nhiều lắm cơ. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, và những cuộc cãi vã, những đụng chạm tay chân và những lần suýt ký đơn ly dị cũng đã diễn ra. Nhưng mà may lắm cô Quỳnh Hương à, vũ trụ còn thương nên luôn lộ đề cho em lội qua bể khổ, cuộc bơi qua được bên kia sông hết lần này đến lần khác, nhưng đến được bờ thì lần nào cũng tan nát và bầm dập hết trơn. Nhưng mà được cái thì bớt mê bớt mờ, thương câu này luôn. Và quan trọng hơn là bây giờ em hiểu vì đâu mà nên đổi. Con số 6 ơi, mi đi đâu? Tức là cổ nói là cái biểu đồ của cổ nó luôn bị thiếu con số 6, cho nên là một cái người sẽ rất là khó để hiểu cái cách thương bản thân mình, và khó có bày tỏ tình thương được cho người khác ha. Và muốn làm được như vậy là mình phải tập tập hiểu và thương. Cái này thì Phật có dạy, cho nên mình chỉ cần mình bình tĩnh, mình đi từ từ thì mình cũng sẽ gọi là điền được con số 6 ảo vô trong cuộc đời mình ha. Bây giờ thì em sẽ đi nói đến mũi tên gọi là 789 dạy ơi là dạy của em đây. Hồi học xong lớp cấp độ 1, em đã giải thêm được một câu hỏi lớn. Tự nhiên vào năm 2016, vì nhiều lý do, em đã quyết định sang New Zealand khi cuộc đời em ở Việt Nam đang ở đỉnh cao. Một chồng, hai con, nhà ba lầu và xe bốn bánh. Dù có ai can ngăn, thậm chí là cả chồng em vẫn buông bỏ tất cả để đi sang xứ người và làm lại từ đầu. Và từ cương vị của một giám đốc, em đi làm mồi bàn, phục vụ, làm công nhân, em bất chấp biển là tìm được cách định cư. Và 5 năm ở xứ người đâu cũng không ít, thì chính những cái thôi thúc tên 789 để giúp em đậu được đúng cái vùng đất mà em thuộc về. Và khi ở New Zealand thì em đã tự điền được con số 5 vào biểu đồ của em lúc nào không hay. Cái con số 5 là gì? Là sự kết nối, là truyền thông, là thông tin liên lạc. Vậy thì vì sao mà bạn nói là bạn đã điền con số 5 vô trong biểu đồ của bạn? Bởi vì em trở thành những người kết nối những người Việt ở New Zealand nè. Em tổ chức đi chơi hàng năm, tổ chức các buổi giao lưu và em trở thành một nơi để cho người ta trút bầu tâm sự nè. Rồi sang New Zealand, em không còn là một người luôn phải ẩn giấu nỗi buồn vào trong, mà em đã dũng cảm phơi bày ra hết. Đó, đó cũng là một cái cách rất là tuyệt vời của việc mà gọi là điền con số 5 vô trong cuộc đời mình ha. Và em đã sống thật với chính mình hơn, em cũng không quan tâm ai nghĩ gì. Thật ra ngày sinh của em là 23 thì có nghĩa là cộng lại cũng thành một con số 5 vậy. Và chính tác động của ngày sinh đã đưa em đến cái con đường kết nối và lắng nghe những tâm sự của các bạn người Việt tại New Zealand. Cùng với việc là không còn cần phải nhìn người khác mà sống, thì em đã cân bằng được cuộc sống của em rất nhiều so với thời em còn ở Việt Nam. Về các đỉnh cao của cuộc đời thì rõ ràng các bạn nhìn vô bốn đỉnh cao của cô này là 9998. Cho nên là con xác định rất là rõ em sinh ra đã để phụng sự cho cuộc sống và phụng sự con người rồi. Khi em vẽ nên được các kim tự tháp cho chính mình là khi những nút thắt trong quá khứ đã bật ra hết. Em đã hiểu tại sao từ khi còn rất bé em đã tự dưng uống cô làng SOS chơi với các em nhỏ mồ côi thôi. Lớn lên một chút em đi làm mấy chuyện vác tù và hàng tổng. Khi có nguồn tài chính em lại làm từ thiện. Rồi qua New Zealand rồi em vẫn tiếp tục cho đi, cả về vật chất lẫn tinh thần lẫn năng lượng em cho đi luôn. Nhiều khi em dành rất nhiều ngày để lắng nghe các bạn tâm sự về nỗi khổ, niềm đau. Biết là chồng con cũng không ưa đâu nhưng mà vẫn cứ làm. Rồi bạn nói là uống hết mấy cái tiêu cực từ người khác đôi khi cũng làm cho em kiệt sức. Nhưng nhờ biết yêu thương bản thân, giờ đây thì biết yêu thương bản thân rồi ha, biết thiền, em cũng tự sạc pin cho mình được. Kết hợp với năm sinh của em là 1984, là một con số 22 thành 4, thì giờ đây em đã biết mình đã hoàn toàn đủ lực để đi trên 27 năm trên con đường phụng sự. Có nghĩa là một cái giai đoạn tuổi thành kéo dài trong 27 năm đó các bạn. Nếu như ngày trước em chỉ lờ mờ nhận ra cái nội lực bên trong, thì bây giờ cô Quỳnh Hương của thiên nhân số học đã cho em một lời khẳng định. Rất là mừng ha. Vậy thì bạn nói là em không thể nào mà diễn tả được hết, cũng không thể nào kể được hết những cái lời giải mà nhân số học đã mang đến cho cuộc đời của em. Và bạn nói là em mong là có cái duyên để em xin gặp lại các bạn ở lớp cấp độ 2. Và chỉ xin tóm lại một điều rằng
đời em trong 9 năm tiền kỳ là những chuỗi thử thách về gánh nặng vật chất lẫn những lần lạc lối trong việc kiếm tìm lời giải về tình yêu đích thực, tức là true love đó. Tuy nhiên, em vẫn xác định em và là một con người rất may mắn, bởi vì vũ trụ luôn bên em, nhắn nhủ với em những lần em suýt bước chân xuống hố. Cho dù em biết là ngày sinh và cái tên của em có hình cái giếng khoan, nhưng mỗi lần mà em viết ra hay kể ra cho ai nghe, em vẫn rất là tự hào và biết ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ, vũ trụ đã cho mình một ngày sinh và một cái tên rất là đẹp. Đây cũng là một cái điều mà tụi mình rất là ơn các bạn này nè. Cho dù ông bà cha mẹ mình cho mình cái gì, mình vẫn luôn biết ơn, mình vẫn thích, rồi dựa trên nền đó mình sửa thôi, đúng không? Mình chỉnh những gì còn thiếu, mình bù vô thêm, những gì quá dư thì mình nhổ bớt. Tất cả những việc đó đều có thể thực hành liên mật mà mình có thể chuyển đổi được ha. Em không dám nói chắc ăn là em đã đi đúng đường, nhưng em biết là em cũng đang đi tiệm cận gần gần ở đâu đó, thỉnh thoảng có hơi lạc hướng chút, nhưng rồi em sẽ tìm được đường về đúng lúc. Và em nghe theo cô Quỳnh Hương, em quyết tu tập để mở cho được trí tuệ bát nhã, không những giúp cho em và chắc chắn cũng sẽ giúp được cho nhiều người khác. Thật là vui với những chia sẻ của cô bạn này ha. Và qua đây thì Quỳnh cũng gửi niềm lành đến cho em. Và Quỳnh mong là với những gì mà thật sự các bạn mà khi mà đã qua khỏi 35 tuổi mà mới đi vào trong các lớp quản trị cuộc sống với nhân số học á, ở mỗi bản thân tụi mình nó có một cái loại chiêm nghiệm mà khó tả thành lời lắm các bạn. Đối với mấy bạn nhỏ chưa tới đỉnh cao nào, thậm chí còn chưa kịp khổ nữa, thì nhiều khi các bạn nghe những chuyện này một cách rất là lý thuyết. Nhưng bản thân tụi mình ha, khi mà tìm tới nhân số học là khi tụi mình đã đi qua phân nửa rồi, thì tự nhiên nhìn lại những gì đã qua, trời ơi sao mà nó thấm thía. Mà tự lòng mình dặn lòng là mình không bao giờ mình để cho mình ngu ngơ lạc lối giống như trước đây. Quỳnh nhớ cái hồi đó, những ngày tháng mà khi mà còn đang lầm lũi đi tìm cho mình cái hướng đi mới, khi mà cái cánh cổng truyền hình nó đang khép lại rồi, tự nhiên Quỳnh có một cái thiết tha khát khao. Quỳnh nói có ai chỉ đường cho mình biết không, có ai cho mình những cái tín hiệu để mà mình biết là mình cần phải đi như thế nào, rồi cái kế hoạch của cuộc đời mình nó sẽ ra sao. Vậy mà vô cùng màu nhiệm là chỉ cần sau đó 5 năm, vào đúng ngay cái thời điểm mà Quỳnh đạt vô trong cái đỉnh cao thứ ba là tính chất số 10, thì tất cả mở ra. Và giờ đây thật sự mình rất bình tĩnh, mình từ từ mình đi trên cái con đường gọi là tiến hóa của mình. Và bên cạnh đó thì mình còn giúp nắm tay một số các bạn hữu duyên để cùng đi với mình nữa ha. Cho nên mình gửi niềm lành cho tất cả các bạn những ai hữu duyên theo dõi được tập phát sóng này. Và mình cũng mong là nếu các bạn cũng cảm thấy thôi thúc, mình muốn hiểu thêm về cuộc đời mình cách tích cực, đầy yêu thương và đầy tự tin, thì các bạn thử cân nhắc tới việc tham gia một khóa học về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà VQ ha. Gửi niềm lành cho tất cả các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.